Bây giờ trên thị trường là mình bán loại này rẻ nhất này. Loại này rẻ hơn 10.000 đồng so với bình nhựa là 40 m³ này bạn nhé. Đấy, màu đỏ sẽ là rẻ nhất bạn nhé, mình bán sẽ rẻ nhất. Sau đó màu vàng thì có hai loại. Vàng nguyên sinh các bạn nhé. Đây là cái màu vàng đây. Màu vàng đây, cái vàng này của mình là 3.4, khoảng 3.4 các bạn nhé. 3.4 mình nhận ra cho anh em là 3.4. Đây. Đây. Đây, đây. Cái đồng hồ đúng nhá. Rồi, còn lại nữa, nó có mấu. Ở đây nhẹ hơn. Và cũng rẽo hơn một chút. Nên là giá thành nó cũng tương đồng thôi. Đây. Này. Con này mình ít bán bạn nhé. Con này rất ít bán luôn các bạn. Anh em mà thích thì vẫn cứ bán. Vì nó là hàng này thì mình gần như là mình ít khi ráp rồi. Rất ít khi ráp bảo bộ, mình toàn bộ mình ráp nhựa 40 m³ này. 3.4. À, rất là chắc bạn nhé. Đây bạn nhìn cái màu này nhá. Phân biệt cái màu. Màu này nó màu vàng chanh. Còn một loại nhựa nữa, màu rẻ nữa nhá, màu này các bạn nhé. Nhìn cái này, màu nó pha nhiều bột đá nữa bạn này. Cái màu này nó đẹp hơn rất là nhiều. Cái màu này. Đó, cái này hàng này thì dùng cho chuồng chó nhiều. Đấy. Còn đây là cái máng gầu Elox 430 bạn nhé. Có 3.3, 3.2, 3.3. 3.2, 3.3. 3.2 nữa lại. Anh em ủng hộ sản phẩm với mình. À quên, cái lúng bú của mình, lúng bú của vỏ là lúng bú 3.4 bạn nhé. Hàng dày. Giờ mình còn khoảng độ tầm 7.000 chiếc nữa, 7.000 hay 8.000. Mình bán xã để đâu mất rồi. Có hai loại nhé, loại mỏ vịt cũng có nhé. À đây. Mình chính là nó loại xịn các bạn nhé. Lúng bú mình đang lắp cho toàn bộ chuồng đẻ. Đó, đây hàng xịn. Đó, ok, chào anh em nhé.